Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Thì bây giờ đã là gần 9 giờ rưỡi tối tại Cali các bạn Hôm nay đây, làm video cũng rất là dễ tại vì công ty cũng khá là bận Cho nên có thể hôm nay sẽ là một cái video ngắn hơn thường lợi Và bây giờ đã, đã là ngày thứ 6 tại Việt Nam rồi Một lần nữa chúng ta lại tiến tới cuối tuần rất là nhanh luôn các bạn thường đó thì các bạn thấy được là cái ngày mà chúng ta có lãi suất phép từ ngày hôm qua thường chúng ta sẽ có cái sự dao động mạnh ngày hôm qua và một ngày sau khi mà có lãi suất phép công bố ngày hôm nay nhưng mà ngược lại đó hôm nay cũng khá là im lặng các bạn tuy chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC lại xuống thêm một chút nữa hôm nay so với hôm qua đó là xuống 1.3% nhưng mà chúng ta cũng có một số tin tức các bạn Nhưng mà không có tin tức nào gọi là lớn ảnh hưởng đến giá cả hết Và thật ra giá ngày hôm nay đã giảm một chút so với ngày hôm qua Mà thôi các bạn chúng ta bây giờ mức là 66.760 đô hiện tại Và tuy là trong thời gian ngắn hạn này đó Có nhiều bạn cảm thấy là chán nạn hay là không được vui Tại vì chúng ta thấy giá cứ bị đẩy xuống hoài mà không cho qua nổi 70.000 đô Nhưng mà chúng ta cũng có những thông tin rất lạc quan dài hạn Và thường muốn các bạn chú tâm đến zoom out dài hạn trong video ngày hôm nay Và trước hết thì chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán hoa kỳ hôm nay cũng rất là im lặng các bạn chúng ta nhìn thấy được là kết thúc đó thì tuy chúng ta có chỉ số nasdaq tăng 0.34% và S&P 500 đó thì tăng 0.23% nhưng mà chỉ số Dow Jones hôm nay đó thì lại giảm thêm một chút xíu nữa là 0.17% không đáng kể các bạn và hiện bây giờ đó, hợp đồng tương lai thì cũng không có thay đổi nhiều lắm chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Futures và chỉ số S&P Futures thì hầu như không thay đổi còn Nasdaq Futures thì tăng nhẹ bây giờ là 0.17% hợp đồng của dầu đó thì các bạn nhìn thấy giảm là 0.61% ngày hôm nay cũng không phải nhiều chúng ta vẫn ở mức đó các bạn khoảng 78 đô 14 cent cho một thùng dầu hiện tại vẫn dưới 80 đô và hợp đồng vàng đó thì bây giờ cũng tương tự như hôm qua các bạn ở mức là 2.319 đô cũng không có thay đổi nhiều nhưng mà về tin tức đó thì chúng ta đương nhiên sẽ có một số những thông tin liên quan đến crypto các bạn cũng rất là thú vị nhưng mà trước khi nói tới những thông tin đó thì không biết là ngày hôm nay đây các bạn vui hay là buồn nhưng mà ít nhất sẽ có một người rất vui ngày hôm nay các bạn đó chính là Elon Musk và đây là cái vụ liên quan đến 56 tỷ đô la đó, có thể các bạn không đã nghe đâu đó cái vụ này rồi, nó cũng không có trực tiếp liên quan đến crypto các bạn nhưng mà hôm nay được nói rất nhiều trong cộng đồng crypto cho nên tôi cũng muốn dành một vài phút để mà nói về cái sự kiện này thì đây là một cái sự kiện liên quan đến một cái gói trả lương cho Elon Musk và cái mức này đó là lên tới 56 tỷ đô la đương nhiên là con số rất là lớn rồi các bạn tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái Tài sản của Elon Musk bây giờ ước tính bởi Forbes là 212 tỷ các bạn có nghĩa là người giàu nhất trên thế giới hiện tại đã qua mặt Jeff Bezos và đương nhiên qua mặt cả Bernard Arnault các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái con số 212 tỷ này đã khiến cho Elon Musk đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới đó tôi nghĩ đã tính luôn cái 56 tỷ này và 56 tỷ này đó thì trước đây năm 2018 bây giờ đây thì ai cũng biết đến Tesla ai cũng tin Tesla xe điện như thế nào các bạn cho dù các bạn không có chạy xe điện các bạn cũng ít nhất nghe đến tới Tesla rồi và những người mà chạy xe điện đó, thì các bạn thấy được là phần lớn cũng sử dụng xe Tesla thì bây giờ đã ai cũng biết là Tesla cung cấp dịch vụ như thế nào và cung cấp sản phẩm ra sao rồi nhưng mà cách đây nhiều năm đó các bạn năm 2018 như là cách đây 6 năm thì không phải gì đâu các bạn bây giờ đó vẫn còn có người không tin vào xe điện các bạn Chứ đừng nói tới là cái T65. Cái T65 cái số lượng người mà không tin vào xe điện nó còn nhiều hơn nữa. Và công ty Tesla lúc đó là một công ty mà nhỏ hơn rất là nhiều. Tương lai ra sao đó thì cũng không có rõ. Và lúc đó, đó thì Elon Musk đã ký một cái hợp đồng với ban quản trị các bạn và được đồng ý bởi cổ đông là nếu như mà Elon Musk có thể đạt được một số những cái chỉ tiêu các bạn giống như là vốn hóa là cao bao nhiêu. Và đương nhiên khi mà công ty lớn mạnh hơn đó thì cổ đông sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Và Elon Musk cuối cùng cũng đã có thể kéo Tesla lên tới cái thời điểm ngay bây giờ các bạn và trong quá trình đó trong vòng 6 năm qua đã tạo ra vô số những cái lợi ích cho cổ đông các bạn cổ phiếu đó thì tăng rất là nhiều trong cái khoảng thời gian này nhưng mà đến lúc mà Elon Musk nói là bây giờ đã, đã đến thời điểm để mà trả cái gói 56 tỷ này thì bây giờ một số người đã lại không đồng ý nói là cái gì mà nhiều dữ vậy 56 tỷ con số rất là lớn vân vân và đã ra tòa các bạn và tòa án ở Delaware cách đây thường nhớ là vài tuần thì cũng đã ra quyết định là Elon Musk không thể lấy cái gói 56 tỷ này trong khi đã có hợp đồng trước đó rồi các bạn và các bạn nên nhớ là Tesla bây giờ so với cái đề 6 năm khác rất là nhiều và một phần lớn đó chính là cái sự thúc đẩy phát triển không ngừng đến từ Elon Musk thì đương nhiên một bên nói là cái số tiền này nó quá lớn không hợp lý không có được công bằng nhưng mà Elon Musk thì đương nhiên có lập luận riêng của mình nói đây là hợp đồng đã ký trước đó rồi và nếu như mà công ty Tesla không có đạt được như ngày hôm nay đó thì cũng không thể có được cái số tiền này cho nên mình xứng đáng được nhận cái số tiền này và hoàn toàn hợp lý và công bằng không có cho Elon Musk lấy số tiền này ra thì mới là không công bằng và các bạn đã thấy cuối cùng đó thì cái tòa án ở Delaware thì lại xử là bên kia thắng và nói là Elon Musk không được lấy số tiền này và Elon Musk sẽ đương nhiên là không phục rồi các bạn và nói là tòa án Delaware đó đã không xử công bằng và cũng không có quyền làm như vậy cho nên ngày hôm qua đã có một cái cuộc bỏ phiếu cổ đông về cái vụ này và bỏ phiếu lại một lần nữa xem coi cổ đông có đồng ý trả số tiền này cho Elon Musk hay là không và phần lớn một lần nữa đã bỏ phiếu ủng hộ trả cái số tiền này cho Elon Musk thì theo đường hiểu đó không phải là một luật sư các bạn theo đường hiểu đó là bây giờ thì họ cũng đã bỏ phiếu để có thể di chuyển cái giấy tờ đăng ký công ty Tesla từ tiểu bang Delaware qua bên tiểu bang Texas thì theo đường hiểu bây giờ đó là ít nhất những cổ đông cũng đã đồng ý trả số tiền này cho Elon Musk và theo đường hiểu đó thì công ty Tesla phải thành công đăng ký ở tiểu bang Texas và rời khỏi tiểu bang Delaware thì lúc đó đó Elon Musk mới có cơ hội lấy được cái số tiền này cho dù đã được cổ đông ủng hộ theo cái cách hiểu của thần linh như vậy nhưng mà đây là cái vấn đề rất là lớn được chia sẻ ở trong nhiều cộng đồng của các bạn mà trong đó cũng có luôn cộng đồng crypto cho nên thường muốn chia sẻ đây các bạn nắm một chút xíu thông tin chứ còn nó cũng không liên quan trực tiếp đến crypto đâu nó có cái sự liên quan gián tiếp mà thôi tại vì các bạn cũng đã biết là công ty tesla là công ty mà cũng lưu trữ một số lượng không nhỏ bitcoin các bạn họ lưu trữ hiện bây giờ đó là 9.720 btc và các bạn thấy được là hiện bây giờ đã cái số lượng bitcoin này đáng giá là gần 650 triệu hơn nửa tỷ đô la các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là ở trên trang web Bitcoin bitcoinjewelrys.net thì họ cũng đã để một cái hình lá cải và hai bàn tay, tại vì Tesla cũng đã paper hand các bạn. Vì trước đây đã có một thời cái số lượng bitcoin được nắm giữ bởi Tesla gấp 4 lần con số này, nhưng mà đáng tiếc họ cũng đã bán 75% khoảng đó các bạn số lượng bitcoin và bây giờ họ còn một phần tư mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy được cái số lượng mà còn lại đã cũng không hề nhỏ và đó đã khiến cho Tesla bây giờ đã là chiếm vị trí công ty trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ lớn thứ ba lưu trữ Bitcoin các bạn và đương nhiên Elon Musk cũng có những công ty khác giống như chúng ta nói tới là công ty SpaceX thì cũng lưu trữ Bitcoin nhưng mà không biết là bao nhiêu các bạn tại vì SpaceX không phải là một cái công ty trên sàn chứng khoán cho nên chúng ta không có biết những cái thông tin chi tiết thôi chỉ muốn dành vài phút để mà nói về cái vấn đề liên quan tới Elon Musk mà thôi các bạn bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới những cái thông tin liên quan đến crypto thì chúng ta cũng đang thấy được là giá của Bitcoin ngày hôm nay đã giảm một xíu nữa so với ngày hôm qua Chúng ta bây giờ mức là dưới 67.000 đô các bạn 66.793 đô Và chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường crypto ngày hôm nay đó Thì vốn hóa giảm khoảng chừng là 1% Về altcoin đó thì các bạn thấy được đương nhiên phần lớn cũng đã giảm theo Bitcoin ngày hôm nay rồi. Nhưng mà về tin tức đó, thì chúng ta cũng không có phải là có tin tức gì xấu đâu. Chúng ta cũng thấy được là bây giờ đang có một cái lực bán nào đó. Như thường đã chia sẻ gần đây đó, khi mà các bạn zoom ra các bạn sẽ thấy được là hầu như trong vòng 2 tháng qua đó, mỗi lần mà giá đến gần cái mức là 69 tới 70 ngàn thì lại một lần đẩy ngược trở xuống. Và lần này nó cũng không ngoại lệ các bạn. Các bạn thấy được là ngày hôm qua đó chúng ta là một lần nữa đẩy lên tới cái mức là 70 ngàn đô. Và một lần nữa chúng ta lại bị đẩy ngược trở xuống. Thì lực bán nó đến từ đâu? Thì dựa theo một số người giống như ta nói tới là CEO của CryptoCoin thì nói là đến từ những công ty đào nhưng mà Thuận cũng chưa có chắc đâu các bạn để Thuận chia sẻ một số thông tin để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng đã biết là trong thời gian ngắn hạn thì những quỹ Bitcoin Spot ETF nó giống như một cái kính phóng đại hơn giống như là chúng ta thấy là trong thời gian mà tình hình tốt đó thì cái dòng tiền đến từ Bitcoin Spot ETF sẽ ao ạt nhưng mà khi mà tình hình xấu một chút đó thì chúng ta sẽ thấy được là có dòng tiền đợi khỏi và chúng ta thấy hôm nay đã kết thúc thì hầu hết là bán các bạn, chúng ta chỉ có một vài quỹ đó là không đô la như là không mua không bán nhưng mà phần lớn ngay cả chúng ta nói tới quỹ Fidel thì cũng đã bán 106 triệu ngày hôm nay và tổng cộng hôm nay đó là chúng ta nhìn thấy đã kết thúc ở mức là 226 triệu âm nghĩa là 226 triệu đã rời khỏi những quỹ Bitcoin Smart ETF và chúng ta có thể thấy được là hôm nay chỉ có một cái công ty duy nhất một quỹ duy nhất mà có thu mua mà thôi đó chính là BlackRock các bạn trong lịch sử của BlackRock đó chúng ta thấy chỉ có một ngày duy nhất mà thôi mà chúng ta có dòng tiền âm liên quan tới Bitcoin Spot ETF từ khi bắt đầu tháng 1 tới bây giờ và đến bây giờ đó đã vẫn là một kỷ lục các bạn nhưng quỹ khác như là Fidel thì cũng có nhiều ngày có dòng tiền âm nhưng mà BlackRock thì không các bạn chỉ có một ngày duy nhất mà thôi và ngay cái ngày hôm nay họ vẫn có dòng tiền dương tuy nhiên cũng không tham thiết vào đâu các bạn tại vì con số 18 triệu này đó thì nó quá ít so với dòng tiền ra thật ra chúng ta nhìn thấy được những dòng tiền ra này đó cũng nhiều nhưng mà chúng ta có thể thấy được là so với lại trong dòng một tháng qua dòng tiền dương đó cao hơn nhiều các bạn và chúng ta thấy chỉ có vài ngày dòng tiền âm hiện bây giờ mà thôi chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những hiện tượng này rồi các bạn khi mà thị trường ổn định trở lại đó chúng ta lại bắt đầu có dòng tiền dương trở về thị trường này và về dài hạn đó, cái sự ảnh hưởng của bitcoin smart etf đó, đó chính là có thêm dòng tiền vào thị trường này còn về ngắn hạn như là thường thường hay chia sẻ nó giống như kính phóng đại các bạn khi mà tình hình tốt thì dòng tiền à và kéo tới và ngược lại chúng ta cũng đã nói nhiều về những cái cách hoạt động của Bitcoin Spot ETF rồi thường sẽ không lặp lại quá nhiều trong video ngày hôm nay nhưng mà về ai đang bán đó, thì chúng ta thấy được là CEO của Crypto Khoan thì nói là có dấu hiệu là những thợ đào có thể là họ đang bán hiện tại tại vì sau khi mà có Bitcoin hạ á, thì cho tới bây giờ một số thợ đào đó họ vẫn chưa có thể kiếm được lợi nhuận các bạn tại vì các bạn cũng đã biết là sau khi có Bitcoin bình thì nghĩa là cái số lượng tiền thu nhập của họ bị giảm đi phân nữa tại vì cái số lượng Bitcoin đào được đó đã giảm xuống bây giờ chỉ còn có 450 Bitcoin mỗi một ngày mà thôi các bạn đã giảm đi phân nữa rồi và để cho họ duy trì cái mức thu nhập trước đây đó thì giá Bitcoin phải tăng gấp đôi. Thì các bạn cũng đã nhớ là lúc Bitcoin halving thì cái giá cũng rất là tốt. Lúc đó giá là cũng đâu đó là cũng hơn cái mức này chút xíu các bạn. Tôi nhớ là khoảng 69.000 đô hay gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta nói tới gấp đôi đó thì phải hơn 100.000 đô. Đương nhiên bây giờ giá vẫn chưa có tăng như vậy. Và đối với những cái công ty đầu lớn đó thì họ có tiền mặt các bạn. Họ có thể vay mượn. Họ có thể là đã bán trước đó. Giống như chúng ta nhìn thấy được là cái thời điểm vào tháng 1, tháng 2 của năm nay thì có lực bán rất là nhiều đến từ những cái công ty đào nhưng mà sau đó họ lại im lặng trở lại tại vì có thể họ đã bán à, để mà để dịch tiền để có thể là qua được những thời điểm như thế này chờ đợi giá cả tăng trở lại nhưng mà những cái công ty đào nhỏ đó thì họ sẽ không có chịu nổi đâu các bạn và họ có thể là sẽ đóng cửa và không đào nữa dẫn đến họ sẽ bán những máy đào cùng với lại bitcoin luôn thì đó là cái nhận định đến từ nhiều người nhưng mà nhìn chung nó thường không cảm thấy đó là cái yếu tố các bạn chúng ta có thể nhìn thấy à, có hai chỉ số mà chúng ta thường hay xem trên crypto khoan liên quan đến những công ty đào. Thứ nhất đó chính là chỉ số MPI. Thì hiểu đơn giản đó đây là một cách đo tương đối so với lại cái tốc độ bán trung bình 12 tháng qua và nó đại diện bởi cái đường mà chấm chấm màu đỏ trên màn hình thì một cách đọc đơn giản nhất là các bạn nhìn thấy là có cái đường màu xanh này mỗi lần mà đường màu xanh này mà chạm vào hay là vượt qua cái đường màu đỏ chấm chấm này như là chúng ta có cái lực bán đến từ những công ty đào nhiều hơn là trung bình 12 tháng qua thì các bạn có thể nhìn thấy cái đường màu xanh này như thế nào các bạn đường màu xanh này đó từ cái thời điểm tháng 3 tới bây giờ chúng ta cũng vừa nói đến là đầu năm nay chúng ta có lực bán đến từ những cái công ty đào nhưng mà từ tháng 3 đến bây giờ đã nhìn chung thì cái lực bán đã giảm xuống rồi các bạn các bạn nhìn thấy được là khoảng cách giữa cái đường màu xanh này và cái đường chấm chấm màu đỏ đó thì ngày càng xa hơn và chúng ta có thể nhìn thêm một chỉ số nữa đó chính là cái số lượng Bitcoin được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch trung bình như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đúng đã có một cái đợt đẩy lên vào ngày 20 tháng 5 các bạn nhưng mà sau đó chúng ta nhìn thấy được cái đường màu xanh này cũng đã giảm xuống rồi gần đây chúng ta không thấy có nhiều Bitcoin được đẩy lên trên những sàn giao dịch đến từ những công ty đào tính trung bình thì uh, các bạn thấy là những chỉ số on nên thì lại không có cho thấy dấu hiệu là nhiều thời đào bán thì có thể là đúng là có một số những công ty đào nhỏ họ có thể là phá sản không đào nữa nhưng mà cái số lượng bán nó có thể là không đáng là bao nhiêu rồi các bạn thuận vẫn nghĩ là cái lực bán này đến từ một ai đó vì một lý do nào đó các bạn tại vì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đó rất rõ ràng là chúng ta thấy mỗi lần mà giá tăng lên tới mức là 69 70 ngàn thì lại đẩy ngược trở xuống. Thuần không có phải là một người mà thích thuyết âm mưu được các bạn nhưng mà nhìn biểu đồ này đó thì không thể nào chúng ta không nghĩ là đang có chuyện gì xảy ra. Các bạn có thể thấy không phải là giá Bitcoin bị đẩy xuống rồi sau đó tăng trở lên nhưng mà không có tăng trở về cái mức cũ nhưng mà bị đẩy xuống sâu hơn thì chúng ta không thấy hiện tượng đó các bạn có nghĩa là low low đó là cái hiện tượng mà chúng ta đang trên cái xu hướng đi xuống của một chu kỳ thì chúng ta vẫn chưa có thấy dấu hiệu đó chúng ta nhìn thấy được là giá đẩy xuống đẩy ngược trở lên rồi đẩy xuống đẩy ngược trở lên nhưng mà chúng ta không thấy là tạo thêm đáy mới ngay cả cái mức giá hiện bây giờ là 66.700 đô thì vẫn cao hơn so với thời điểm cuối tháng 5 các bạn lúc đó giá nó xuống còn 56.000 đô mà thôi Giá bây giờ vẫn cao hơn cái mức đó là 10.000 đô Thì Thuận vẫn nghĩ là có một cá vôi nào đó Hay là một nhóm nào đó Họ bán Vì lý do nào đó thì chỉ họ biết mà thôi các bạn Nhưng mà Thuận thì nghĩ là giá Bitcoin Đang bị kiềm hãm ở cái mức này Có thể là ai đó đang muốn thanh lý Những cái đình lon và có cơ hội Để mà mua ở cái mức giá thấp hơn Cũng có thể các bạn chúng ta nhìn thấy được là Có những cái thời điểm như là ngày hôm nay đây chúng ta đã thấy được có cái số lượng Bitcoin được tích lũy vào những cái ví cá voi đó con số không hề nhỏ giống như là các bạn nhìn thấy ngày hôm nay đó đã, đã lên tới là 1 tỷ 3 các bạn con số cực kỳ nhiều 1 tỷ 3 được tích lũy ngày hôm nay dựa theo tài liệu on-chain đến từ CryptoQuant còn về tin tức đó, thì chúng ta cũng không có tin tức nào gọi là xấu được các bạn chúng ta cũng có những cái tin tức cũng rất là tích cực chúng ta có cái tin tức liên quan đến Ethereum spot ETF thì rất nhiều bạn hỏi thuận là khi nào mới bắt đầu giao dịch thì ngày hôm nay ở trong thượng viện Hoa Kỳ thì các bạn cũng đã biết là chủ tịch SEC cùng với là chủ tịch của CFTC cũng đã đến quốc hội ngày hôm nay để mà dự buổi điều trần buổi điều trần này đó là liên quan đến việc là cấp cái số tiền chi tiêu cho hai đơn vị này cho năm 2025 thì một trong những câu hỏi đó được đặt ra đó chính là khi nào thì Ethereum Spot ETF mới giao dịch thì chính miệng chủ tịch Gary Gensler nói là các đơn S1 cho Ethereum ETF sẽ được thông qua để bắt đầu giao dịch trong mùa hè này ông không nói là khi nào các bạn đầu hè hay cuối hè nhưng mà các bạn thấy tháng 6 này cũng trên căn bản chúng ta đã bước vào mùa hè rồi và nếu như vậy đó thì chúng ta sẽ có Ethereum Spot ETF giao dịch từ đây cho đến tháng 9, không biết là khi nào các bạn Tại bị qua tháng 9 là hết hè rồi ngoại trừ cái sự chia sẻ này đến từ chủ tịch gai gansler Thùng vẫn chưa có nghe thêm thông tin gì mới hơn và phần lớn những thông tin thường nghe được thì kỳ vọng vẫn là trong tháng này hy vọng là gì các bạn khi mà có tin tức thì sẽ chia sẻ ngay lập tức với các bạn và chúng ta hôm nay đã cũng nhận được cái thông tin là michael strategy các bạn michael sailor cũng không gì bất ngờ michael sailor lại muốn tiếp tục dở chiêu cũ nữa các bạn đó chính là đi vay mượn bán trái phiếu thêm 500 triệu đô la 500 triệu đô la các bạn để làm gì để mua thêm Bitcoin và hôm nay cái thông tin đó, là họ sẽ bán 500 triệu đô la trái phiếu và có thể bán thêm 75 triệu các bạn không biết con số cuối cùng là bao nhiêu nhưng mà họ sẽ bán số lượng trái phiếu này và dùng tiền đó để mà thu mua thêm Bitcoin các bạn cái số lượng Bitcoin mà Michael Saylor có hình như là không đủ các <laughs> bạn có thể nhìn thấy được bây giờ đó thì Michael Strategy đã có con số cực kỳ kinh khủng rồi Michael Strategy đó đang lưu trữ tổng cộng là 214.400 Bitcoin các bạn 214.400 Bitcoin Đáng giá trên thị trường bây giờ là hơn 14 tỷ Và họ đã sở hữu hơn 1% của tất cả Bitcoin Mà sẽ có sau này các bạn Họ sở hữu hơn 1% của tất cả Bitcoin mà sẽ có sau này Con số nó rất là lớn luôn Nhưng mà cũng không đủ các bạn Michael Saylor bây giờ muốn có thêm nữa Cho nên sẽ vay mượn thêm 500 triệu Thì đó là cái thông tin mà nhiều người đọc được Thì các bạn có thể thấy được khi mà nghe thông tin này đó thì nhiều người nói là có phải quá mạo hiểm hay là không Tại vì thường thường hay nói với các bạn là một trong những cái mà thường sẽ không bao giờ làm Đó chính là vay mượn để mà đầu tư Tại vì đầu tư đó đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư đó thì lại càng căng thẳng hơn nữa Nhưng mà các bạn có thật sự hiểu Michael Saylor đang làm gì hay là không Nhìn bên ngoài đó thì thấy có vẻ rất mạo hiểm các bạn Nhưng mà để thường giải thích để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn thấy là cái con số 500 triệu đô la trái phiếu được nói tới ngày hôm nay đó Họ sẽ bán cái số lượng trái phiếu này Và đáo hạn là năm 2032 các bạn 2032 có nghĩa là chúng ta còn 8 năm nữa Chúng ta cũng đã biết là tới bây giờ đã chu kỳ Bitcoin là mỗi 4 năm Thì Michael Saylor cũng biết Có nghĩa là ông cho cái thời gian là hai chu kỳ Để có thể trả cái số nợ này và chúng ta cũng thấy được đây đó là một cái loại trái phiếu gọi là convertible senior note thì có thể hiểu đơn giản đó đây là những cái trái phiếu mà có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu được chứ không phải là chỉ đơn giản là một trái phiếu bình thường mà thôi và để hiểu rõ hơn đó thì các bạn thấy được là kỳ này lãi suất họ sẽ vay mượn là bao nhiêu thì chúng ta cũng chưa có biết được khi mà họ công bố bán rồi thì chúng ta mới biết nhưng mà chúng ta cũng đã biết là hồi tháng 3 đó mới đây thôi các bạn cách đây khoảng chừng hơn 2 tháng thì chúng ta cũng đã có một cái đợt bán trái phiếu nó còn nhiều hơn nữa là 603 triệu đô la và cái số lượng trái phiếu này cái số lượng nợ này họ vay mượn với cái mức chỉ có 0.875% mà thôi các bạn để được đọc lại 0.875 trong cái thời kỳ mà lãi suất đang cao như thế này các bạn các bạn đi vay mượn mua nhà mua xe đó là các bạn đang đối đầu với lại cái mức lãi suất là 7 phần trăm 8 phần trăm nhưng mà Michael Saylor có thể vay mượn chỉ có 0.875 phần trăm mà thôi ngay cả bây giờ các bạn mua công trái phiếu Hoa Kỳ đó, phần trăm cũng đang 5 phần trăm rồi thì tại sao Michael strategy có thể vay mượn cái số phần trăm thấp như vậy Tại sao lại những cái người mà cho vay đó họ lại muốn mua trái phiếu với lãi suất thấp như vậy gần như là cho mượn mà không có lời thì để hiểu đơn giản đó câu trả lời là vì họ không phải là quan tâm đến tiền lời là bao nhiêu Mà họ quan tâm đến khả năng đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty MicroStrategy Cổ phiếu của MicroStrategy thì tăng 142% từ đầu năm nay 436% từ một năm qua và hơn 1.000% từ khi bắt đầu thu mua Bitcoin à, từ tháng 8 năm 2020. Các bạn có thể nhìn thấy được là trong thời gian này đó cổ phiếu của Michael còn tăng còn nhanh hơn cả Bitcoin nữa các bạn. 436% từ một năm qua. Và cái phần trăm lợi nhuận này đó mới là cái thứ mà nhà đầu tư quan tâm. Họ muốn có cơ hội để mà đổi trái phiếu thành cổ phiếu nếu như mà cổ phiếu tăng. Nếu không thì đến lúc đáo hạn họ lấy ra tiền vốn mà thôi. Coi như là làm ăn không lời các bạn. Để các bạn hiểu rõ hơn đó là giống như bây giờ đó các bạn có tiền đi thì các bạn có thể là đầu tư cái khác hay là các bạn có thể đầu tư trái phiếu để lấy lời nhưng mà các bạn có thể đưa cho Michael Strauss gì mượn với cái mức lời gần như là bằng không các bạn nếu như mà 4 năm sau, 6 năm sau, 8 năm sau mà cổ phiếu cao hơn mức giá bây giờ thì các bạn có quyền đổi những cái trái phiếu đó thành cổ phiếu và các bạn sẽ có lời. Nếu như mà 4 năm sau, 6 năm sau mà cổ phiếu cũng như vậy hoặc là thấp hơn thì các bạn sẽ lấy lại cái số vốn của mình coi như là mang không có lời. Thì đối với một nhà đầu tư đó thì coi như là rất là khó để mà lỗ trong cái điều này. Như vậy đó thì Michael Strategy được gì các bạn? Các bạn thấy được là họ được cái vốn không lời để mà mua Bitcoin và nếu như cổ phiếu họ tiếp tục tăng thì các cổ đông hiện tại có thể bán cổ phiếu để mà chốt lời. Các nhà đầu tư trái phiếu đó có thể đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì họ khỏi cần phải trả vốn luôn các bạn có thể hiểu như thế này khi mà các bạn trai vay mượn mà mọi thứ đều tốt đẹp như các bạn mong muốn đó thì họ sẽ tự đổi trái phiếu đó thành cổ phiếu giống như chúng ta cũng thấy được là cũng là ngày hôm nay đó thì lại có thêm một tin nữa là Michael Strategy đã, đã cho phép đổi 650 triệu đô la trái phiếu thành cổ phiếu của Michael Strategy thì khi mà đổi qua rồi họ cũng không cần phải trả vốn luôn các bạn và chúng ta cũng thấy được là Michael Saylor đó thì hoàn toàn không đơn giản đâu. Nghĩ cách khác, Michael Strategy đó giống như đang in tiền các bạn, họ lấy cổ phiếu họ tự in để mà đổi lấy BTC. Các bạn nên nhớ là cái số lượng Bitcoin này đó không giống như là Bitcoin Spot ETF, không phải là thuộc về cổ đông các bạn. Cái số lượng Bitcoin này là thuộc về công ty Michael Strategy. Cổ đông chỉ sở hữu cổ phiếu mà thôi, chứ không có thể đổi cổ phiếu đó ra thành Bitcoin được. Tuy nhiên, cái gì cũng có rủi ro hết các bạn và rủi ro trong cả cái hệ thống này là Bitcoin sụp đổ và Michael chỉ phá sản. Đương nhiên để có thể thực hiện cái chiến lược này thì một người phải có lòng tin tuyệt đối vào Bitcoin và lòng tin dài hạn. Và các bạn thấy được là họ có cái số lượng Bitcoin rất là lớn. Giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số Bitcoin mà họ đang lưu trữ bây giờ đó thì dựa theo vốn hóa thị trường là hơn 14 tỷ đô la các bạn họ đang có hơn 14 tỷ đô la Bitcoin mà cái số nợ của họ có đó thì thấp hơn rất là nhiều. Theo thông biết là cái số nợ họ có sau khi mà họ đổi 650 triệu đô la từ trái phiếu nền cổ phiếu ngày hôm nay đó thì đâu đó là dưới 1 tỷ các bạn cái số nợ của họ chỉ dưới 1 tỷ mà họ có cái số lượng Bitcoin lên tới 14 tỷ có thể là Bitcoin giảm rất là sâu nhưng mà họ vẫn an toàn các bạn miễn là Bitcoin không sụp đổ cho dù Bitcoin giảm giống như năm 2022 mới đây đi Bitcoin giảm hơn 60 mấy phần trăm thì họ vẫn ổn tại vì cái số lượng nợ của họ thấp hơn rất là nhiều. Đó là những gì mà các bạn nên hiểu liên quan tới Michael Stragey. Hy vọng là các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao mà những cổ đông vẫn đưa tiền cho Michael Stragey để thu một Bitcoin, tại vì cả hai đều có lợi hết các bạn. Và hình như Michael Stragey đã kiếm được một cái lỗ hổng các bạn, một cái lỗ hổng để có thể tự in tiền để mua Bitcoin. Ngoài tin tức đó ra thì chúng ta cũng có tin tức liên quan tới Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia các bạn. Thì đây chính là ngân hàng lớn nhất ở Úc các bạn và họ đã hỗ trợ giao dịch cây quỹ Bitcoin Smart ETF của Monochrome cho 17 triệu khách hàng của họ. Các bạn cũng đang nhớ là vào ngày 3 tháng 6 đó, cái đây khoảng chừng 10 ngày thì lúc đó công ty Monochrome cũng đã thông báo là họ sẽ phát hành quỹ Bitcoin Smart ETF tại Úc. Thì bắt đầu đã có những nền tảng cho giao dịch nhưng mà ngày hôm nay đó thì cái ngân hàng lớn nhất ở Úc đã cho giao dịch cái quỹ này rồi. Các bạn có thể thấy được là giá đó thì đi hàng ngang trong vòng 2 tháng qua nhiều bạn nó cũng không có cảm thấy thoải mái không cảm thấy vui nhưng mà thực tế đó chúng ta đang có rất là nhiều những cái thông tin tốt nó mang tính chất tốt dài hạn các bạn nền tảng crypto đã ngày lại càng vững chắc lên và chúng ta cũng có những cái giai đoạn như thế này có thể nói là những cái giai đoạn giống như năm 2022 năm 2018 19 thì lúc đó chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin tốt nhưng mà nó mang tính chất tốt dài hạn các bạn nó sẽ không có khiến cho giá Bitcoin tăng ngay lập tức bây giờ nhưng mà nó là những cái nền tảng để sau này khi mà nguồn cầu trở lại đó nó là những cái nền tảng những cánh cửa để có thể chào đón dòng tiền mới một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà những tin tức tốt đó vẫn chưa có chấm dứt ở đây các bạn. Chúng ta thấy được là Đài Loan đó thì họ đã chính thức thành lập hiệp hội ngành công nghiệp crypto dưới sự hướng dẫn của chính phủ. Hiệp hội này đó sẽ bao gồm 24 công ty crypto để đăng ký và sẽ tập trung vào việc xây dựng các hệ thống tự quản và tăng cường giám sát ngành crypto. Các bạn thấy được là Đài Loan thì cũng không muốn bị bỏ rơi các bạn. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là Hồng Kông rồi tới Nhật Bản rồi chúng ta nói tới bây giờ Úc và nhiều quốc gia khác đó thì đã liên tục lên tiếng ủng hộ Đài Loan rất là im lặng các bạn nhưng mà bây giờ họ cũng đã không muốn bị bỏ lại và đã thành lập hiệp hội này để thúc đẩy sự phát triển của crypto ở Đài Loan và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Fidelity các bạn thì giám đốc vĩ mô toàn cầu tại Fidelity là cái công ty quản lý tài chính lớn thứ ba trên thế giới các bạn chúng ta thấy là lớn nhất thì chính là Blackrock thứ nhì là Vanguard và thứ ba là Fidelity và họ cũng có quỹ Bitcoin spot ETF thì giám đốc vĩ mô của họ là Julian Timmer thì ông tin là Bitcoin là vàng điện tử và tăng trưởng theo cấp số nhân Giá của Bitcoin đó thì dựa theo ông chủ yếu đã được thúc đẩy bởi sự phát triển của mạng lưới. Điều này lại được thúc đẩy bởi cái tính khan hiếm độc đáo của Bitcoin cũng như chu kỳ chính sách tiền tệ và tất nhiên là cả tâm lý thị trường. Thì cái này là tóm tắt mà thôi các bạn chứ còn ông cũng chia sẻ một cái thuyết khá là dài và cái thuyết của ông nó cũng có những cái biểu đồ, những cách tính toán gọp như thế nào. Nhưng mà nói chung đó, thì các bạn thấy là phải đeo đi. Đương nhiên là họ vẫn đang bullish về thị trường này dài hạn. Và chúng ta cũng thấy được là dựa theo Fox Business News thì tỷ phú Mark Cuban đã nói với những người mà tham dự tại sự kiện Stake Up Crypto của Coinbase là ông đã gặp gỡ và nói chuyện với những nghị sĩ, những thống đốc và dân biểu để cho họ biết cái vấn đề chính của những công ty crypto ở Hoa Kỳ chính là cái quy trình đăng ký của SEC và Mark Cuban nói là chủ tịch SEC Gary Gensler có thể sẽ khiến cho tổng thống Joe Biden thất bại trong cuộc bầu cử này vì tất cả các cử tri trẻ tuổi đều đang sở hữu crypto hiện tại thì cái này đã thường cũng thấy là hơi nói quá một chút các bạn đúng là có nhiều người trẻ sở hữu crypto nhưng mà nếu nói là sẽ dẫn đến sự thất bại cho cuộc bầu cử này đó thì thường không biết có đúng hay là không nhưng mà thường có thể thấy một điều đó chính là cái sự ủng hộ về tiền bạc các bạn có thể là cái số lượng cử tri mà liên quan đến crypto đó có thể là không nhiều như là mọi người nói nhưng mà cái số tiền quyên góp từ những cái công ty crypto đó thì sẽ không hề nhỏ đâu các bạn đó cũng là chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy donald trump đó thì đang cực lực ủng hộ các bạn và có những cái buổi gây quỹ số tiền không hề nhỏ đâu và crypto đã trở thành một cái đề tài được đề cập đến rất nhiều trong cái cuộc bầu cử này rồi các bạn cho dù là chúng ta cảm thấy mọi thứ đều tiến triển và có xu hướng tốt. Giá cả nó tuy đã cũng không có tăng trưởng như là mọi người mong đợi nhưng mà chúng ta cũng thấy giá bây giờ đã cũng đã hơn 66.000 đô các bạn. 66.000 đô là một con số rất là đáng kể. Nếu như mà giờ này năm ngoái mà thường nói với các bạn là giá Bitcoin sẽ ở mức là 66.000 đô vào tháng 6 năm sau thì nhiều bạn sẽ không có tin đâu nhưng mà đó đã là sự thật rồi. Và cho dù như vậy đó chúng ta cũng không thể nào mà lơ là được. Đúng là chúng ta càng ngày càng có nhiều người ủng hộ crypto nhưng mà ngược lại đó cái số lượng không ủng hộ đó cũng ngày càng lớn hơn và các bạn thấy được họ sẽ dùng mọi cách để mà tấn công thị trường này tung tin phết rồi họ sẽ có những cái chiến lược gián tiếp để mà hạn chế sự phát triển của thị trường này giống như là sáp một hai một cho nên đó cũng là lý do tại sao mà thuần tích cực chia sẻ thông tin tích cực làm video để mà chia sẻ để các bạn nắm được tình hình đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người trong thị trường này đó họ liên tục phấn đấu các bạn và liên tục tìm cách thúc đẩy thị trường này tại vì lơ là một cái thôi đó thì có thể là sẽ đẩy lùi sự phát triển thị trường này rất là sâu. Tại vì chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng đã có cái thông tin là sao cái vụ bê bối của cái công ty bảo hiểm toàn quốc FDIC đó, đây là cái đơn vị mà họ cung cấp bảo hiểm cho ngân hàng thì sau cái vụ bê bối đó thì chủ tịch của cái đơn vị này cũng đã xin nghĩ rồi các bạn và chúng ta đã có một đơn vị mới đó chính là Christy Romero Goldsmith cộng với một người khác nữa sẽ làm việc cho bộ tài chính Hoa Kỳ là Tristan Johnson thì hai người này là hai người mà không có thiện cảm với crypto các bạn các bạn cũng đã biết là một trong những sự cáo buộc đó là FDIC thông qua cái sức ảnh hưởng của họ tại vì họ là cái nơi mà cung cấp và họ là cái nơi mà quản lý những ngân hàng trong cái thời điểm mà gặp khó khăn và họ có thể thông qua những ngân hàng này để đưa ra những cái chiến lược các bạn đang áp thị trường này giống như chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều cái đây một năm đó thì lúc đó nhiều cái công ty crypto họ gặp khó khăn để mà tiếp cận ngân hàng tại vì các bạn thấy được là công ty crypto cũng là công ty họ cũng cần tiền mặt cần ngân hàng để mà trả lương nhân viên trả tiền mướn mặt bằng vân vân thì họ vẫn phải có ngân hàng nhưng mà nhiều cái công ty họ lại không tiếp cận được với ngân hàng ở Hoa Kỳ tại vì FJC đã đưa ra những quy định rất là gắt gao khiến cho nhiều ngân hàng đã không dám tiếp cận với lại thị trường crypto này đó gọi là cái chiến lược chốt point 2.0 các bạn chốt hôi đây đó có nghĩa là cái điểm ngạt thở chỉ cần là khiến cho những công ty crypto gặp khó khăn khi mà tiếp cận ngân hàng thì có thể khiến cho thị trường này đã tăng trưởng chậm là rất là nhiều và chúng ta thấy được là hôm nay đã lại có thêm hai người được bổ nhiệm mà hai người này không có thiện cảm với crypto cho nên chúng ta phải luôn phấn đấu các bạn Và chúng ta cũng thấy được một trong những người khác nữa Mà cũng không có thiền cảm ở crypto đó Chính là Caroline Crenshaw Đây đương nhiên là một trong năm ủy viên của SEC Chúng ta cũng đã biết là bây giờ đó chúng ta có năm ủy viên tổng cộng Tính luôn cả chủ tịch SEC Gary Gensler Gary Gensler đã nghĩ sao mà crypto chúng ta cũng đã biết rồi Ông cũng không có thiền cảm bây giờ Và chúng ta biết người thứ hai đã không có thiền cảm Đó chính là Caroline Crenshaw các bạn Và bà đã được tái bổ nhiệm cho cái thì hai ở SEC và bây giờ chúng ta đã có hai người không ủng hộ chúng ta thấy được là bên ủng hộ đó thì có thượng nghị sĩ Hester Pierce và thượng nghị sĩ Mark Ueda còn chính giữa đó chúng ta có một người mới đó chính là Jamie thường quên cái họ rồi các bạn nhưng mà nhiều người cho là Jamie sẽ là cái lá bài thay đổi tất cả trong SEC tại vì Jamie là một người mà có khả năng là ủng hộ crypto tại vì đó, ông là một người mà có quan hệ mật thiết với lại cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và Nancy Pelosi đã gần đây hầu như cũng đã chuyển qua đêm màu hồ crypto thông qua những cuộc bỏ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà chúng ta cũng không thể nào lơ là được các bạn và chúng ta cũng thấy là còn những thông tin thú vị khác giống như là hôm nay đó, thì tiểu bang Texas thì họ đã có một cái cuộc điều trần và họ muốn sử dụng các máy đạo Bitcoin để mà ổn định lưới điện khi mà nhu cầu điện tăng cao. Hội đồng điện lực ở Texas hay còn gọi là ERCOT đang xem xét việc tích hợp các máy đạo Bitcoin như là các tài nguyên tải có kiểm soát hay còn gọi là CLR các bạn. Và để tăng cường sự ổn định của lưới điện đó thì những cái tài nguyên tải có kiểm soát này thì có khả năng giảm hoặc là tăng tiêu thụ một cách kiểm soát dưới cái sự điều khiển của hội đồng điện lực Texas. Điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là trong cái thời điểm mà nhu cầu thấp đó thì những cái máy đào Bitcoin có thể tiêu thụ năng lượng như thừa. Tại vì các bạn cũng đã nghe Thường chia sẻ nhiều lần rồi. Đương nhiên có những nơi mà họ thiếu điện các bạn, những nơi đó đó là không nên cho đào Bitcoin. Nhưng mà cũng có nhiều nơi đó họ dư điện các bạn. Hay là những nơi mà có thể là họ vừa dư mà vừa thiếu tùy theo là thời điểm nào. Có thể là cái thời điểm ban ngày khi mọi người đi làm đó thì cái nguồn tiêu thụ điện không có nhiều nhưng mà cuối tuần thì lại nhiều thì có thể là lúc mà trong ngày trong tuần họ có thể là dư điện thì có thể cung cấp năng lượng đó cho những công ty đào bitcoin các bạn với cái mức giá rẻ để có thể giúp đỡ hỗ trợ cây cân bằng lưới điện và có thể có thêm thu nhập nhưng mà trong những thời điểm mà cần thêm điện giống như, như là mùa hè nóng và cuối tuần nên thì người ta ở nhà nhiều người ta mở máy lạnh thì lúc đó những cái máy đào có thể là tắt đào và chuyển năng lượng đó đến những cái nguồn khác giúp cho cái lưới điện hoạt động hiệu quả hơn và ổn định hơn đó chính là cái ý nghĩa của cái thông tin này các bạn và đây cũng là cái mà thác xịt cũng đã thử nghiệm một thời gian dài rồi các bạn cũng nhiều năm rồi và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy có nhiều quốc gia họ bây giờ đang muốn chào đón đạo bịt khôi Giống như chúng ta nói tới Pairway gần đây, chúng ta nói tới những tiểu bang như Wyoming. Tại vì sao các bạn? Tại vì những nơi mà có dân cư ít, nhu cầu điện không có nhiều, họ cũng không có nhiều cái công ty nhà máy nhưng mà họ lại có thể tạo ra nhiều điện. Giống như là đó có thể là một cái nơi ở trên cao đi, họ có thể là có rất là nhiều gió có thể tạo ra điện được. Hay là họ ở gần một thác nước thì có thể dùng thủy điện được. Hay là họ có thể tạo ra điện một cách khác rất là hiệu quả nhưng mà lại không có nguồn tiêu thụ. Thì bây giờ họ cũng đã hiểu ra được là một trong những cách có thể kiếm được lợi nhuận và ổn định mạng lưới đó chính là thu hút những cái công ty đạo bitcoin đến những cái nơi đó và thường còn ba thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta kết thúc video này thì chúng ta thấy là ripple đó cũng đã ra mắt một cái sai trang mới giúp cho XRP Ledger kết nối với hệ sinh thái Ethereum dễ dàng hơn, mở ra nhiều cơ hội mới tài chính phi tập trung, DeFi và token hóa tài sản thật. Và cái trang này đã sử dụng một cái gọi là Wrap XRP các bạn hay còn gọi là EXRP làm tài sản gốc và token gas cho phép chuyển tài sản giữa XRP Ledger và EVM như là Ethereum Virtual Machine một cách dễ dàng, có nghĩa là tích hợp với lại hệ sinh thái DeFi của Ethereum. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới Tether các bạn. Thì ở trong cái hội nghị Bitcoin ở Prague thì Tether CEO nói là Bitcoin đó là crypto duy nhất thực sự vì tập trung. Và đương nhiên theo the CEO đó cũng thừa nhận là cái quan điểm này có thể gây ra nhiều sự tranh cãi Tại vì các bạn thấy được là nếu nói Bitcoin là một cái đồng mà phi tập trung nhất thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ đồng ý Nhưng mà nếu nói Bitcoin là đồng duy nhất phi tập trung thì sẽ gây ra nhiều sự tranh cãi Nhưng mà ông tin không đồng nào phi tập trung như là Bitcoin và ông thậm chí đó còn công khai nói là Tether tập trung không giống như Bitcoin thì đương nhiên là các bạn Tether đó là ở trên những cái mạng lưới như chúng ta nói tới là mạng lưới của Ethereum thì cái mã nguồn của Tether có thể đóng băng tài sản được các bạn nó không phải là một cái hệ thống phi tập trung Ethereum là phi tập trung các bạn nhưng mà Tether không phải cũng giống như các bạn có thể sử dụng một cái phần mềm miễn phí các bạn và phi tập trung nhưng mà những cái dịch vụ, những cái ứng dụng trên phần mềm đó có thể là tính phí hay là không phi tập trung thì theo đơn một công ty các bạn đương nhiên là không có phi tập trung giống như là Bitcoin rồi và ông nói là Bitcoin đây là ví dụ duy nhất về một loại tiền tệ hoạt động bởi toán học mà về cơ bản đó không thể thay đổi với các crypto khác đó, thì có một nhóm các nhà phát triển ra mắt phần mềm mới thay đổi chính sách tiền tệ lạm phát, giảm phát và họ cứ tiếp tục thay đổi mọi thứ cho nên Bitcoin đến bây giờ vẫn là Crypto duy nhất đối với ông là phi tập trung. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến Citron Research các bạn Thì cái này là thông tin liên quan tới GameStop mà thôi Nhưng mà nào mà quan tâm GameStop đó, thì theo thường thấy hôm nay nó cũng đã trở lại cái mức là 28-30 đô gì đó Thì cũng đã cao hơn sau khi mà cái livestream của Ron Kiddy nhưng mà thông chia sẻ tới mình nó cũng liên quan một phần tới meme coin các bạn thì uh, Citron Research uh, đây là một trong những cái short seller lớn nhất của GameStop các bạn họ nói là họ không còn bán khống cổ phiếu GameStop GME nữa thì Citron Research uh, đã đóng vị thế bán khống GME và lý do họ nói là cái sự phi lý của thị trường và hành động giống như giáo phái của cổ đông không rõ là họ đã lộ bao nhiêu tiền các bạn và họ nói là chúng tôi không tin rằng sự thay đổi về nền tảng của công ty GameStop có thể xảy ra nhưng mà với 5 tỷ đô la trong ngân hàng đó họ có đủ sức để làm hài lòng những cổ đông và vận hành giáo phái của mình thì Citron đã so sánh GameStop với Dogecoin và họ nói là hiện có vốn hóa thị trường là 20 tỷ đô la đồng Dogecoin đó các bạn mà không cung cấp bất kỳ tiện ích cơ bản hay giá trị nội tại nào cho người dùng. Nói cách khác đó là Citron Research đang rất là tức giận các bạn vì cổ phiếu Jimmy tăng trở lại và họ sợ những nhà đầu tư thông thường sẽ làm họ phá sản. Mặc dù đó thường không phải là một người đầu tư vào meme stock hay là thích đầu tư vào meme coin nhưng mà cũng không thể phủ nhận đó hiện là một loại hình đầu tư và thị trường sẽ quyết định giá trị của các meme stock hay là meme coin cung và cầu quyết định tất cả các bạn cũng như tất cả tài sản khác. Meme stock và meme coin đó thì đối thường có quyền tồn tại như là các công ty zombie có rất nhiều cái công ty đó bạn gọi là công ty thay ma họ sống dựa vào nợ mà thôi chứ không có nợ họ sẽ không sống nổi và cổ phiếu penny nghĩa là những cái cổ phiếu mà giá thấp ở trên sàn chứng khoán đó nó thường thuần tí dùng để đầu cơ mà thôi hoặc là tệ hơn đó là chúng ta bây giờ đã có cái sự trỗi lên của những cái option quyền chọn mà gọi là zero day các bạn giống như là các bạn mua cái option đó là nó đáo hạn lập tức luôn nó giống như là dành cho những người mà đánh bạc ở full wall vậy các bạn thì những cái như là penny stock như là những cái công ty zombie hay là zero day option có thể tồn tại thì tại sao meme stock và meme coin lại không thể tồn tại các bạn các bạn có nên hiểu là giá trị của công ty nó khác với giá cổ phiếu của công ty đó giá cổ phiếu của một công ty có thể bị thổi phồng đáng kể bởi kỳ vọng điên cuồng của nhà đầu tư cũng giống như là meme stock là meme coin các bạn ngoài ra đó thì những người mà ghét mã đầu tư nào đó thường thấy là thường gọi những thứ mà họ không thích nhưng mà giá vẫn tăng đó. tại vì các bạn thấy là họ không thích nhưng mà giá này vẫn tăng giống như là có biết bao nhiêu người nói là công ty GameStop đó, cổ phiếu GME sẽ về con số 0 bây giờ rất rõ ràng là các bạn thấy không về con số 0 mà có thể có khả năng tăng trở lại và họ bây giờ đang cầm 5 tỷ đô la tiền mặt các bạn à, cũng như là nhiều người đó họ nói là Bitcoin là một cái kim tự tháp Bitcoin là một cái dự án lừa đảo và sẽ về con số 0 15 năm qua 15 năm qua thì sao các bạn, Bitcoin vẫn ở đây và giá trị lại tăng theo thời gian cho nên họ hay thường gọi những cái đó là một cái tôn giáo giống như là họ không còn cách nào để giải thích được cho nên họ cứ gọi là tôn giáo chứ đỡ quê các bạn như thể đó là một điều xấu nhưng mà hãy nhớ rằng tôn giáo đã tồn tại từ thuở sơ khai và không ngừng phát triển. Được gọi là tôn giáo là một trong những cái lời khen tuyệt vời nhất các bạn. Chứ không phải là một cái gì đó xấu xa đâu. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital. Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này. Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus. Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.